Em đẹp hơn cả anh sao? Hàn Đình nổi cáu, Kỳ Tinh phản ứng ra sao? Hàn Đình hứa khải từ lúc tỉnh dậy đã không thấy Kỳ Tinh đàm tùng vận. Khi đang tìm quanh, anh bất ngờ phát hiện hai bản kế hoạch sáp nhập công ty Hãn Hải với công ty khoa học kỹ thuật tinh thần trên bàn. Kỳ Tinh gần đây mới biết chuyện Hàn Đình đầu tư vào Hãn Hải, công ty cạnh tranh với công ty của cô từ khi anh còn ở bên Đức. Cô vẫn luôn lo lắng nếu sau này Hãn Hải lớn mạnh thì liệu có nuốt chửng tinh thần hay không. Hàn Đình đã hứa sẽ bảo vệ tinh thần thật tốt bởi anh hiểu đó là tâm huyết của Kỳ Tinh. Vậy mà giờ đây cô lại tìm thấy hai bản kế hoạch sáp nhập công ty ở nhà của Hàn Đình, Kỳ Tinh làm sao chịu được cú sốc lớn này. Đến công ty, Kỳ Tinh vừa ngắm bức tranh mà Hàn Đình tặng, vừa nghĩ về những lời Tăng Địch nói trước đó. Theo Tăng Địch, Hàn Đình đầu tư vào tinh thần chẳng qua chỉ là tung hỏa mù để che mắt. Nếu Kỳ Tinh khiến anh vui thì anh sẽ giữ lại, còn không sẽ bị loại bỏ. Là một thành viên trong đội ngũ sáng lập tinh thần, Lật Nệ Hà Thụy Hiền, bạn thân của Kỳ Tinh phân tích. Nếu giới thiệu đầu tư của công ty ngoài thì họ chỉ cần chiếm tỷ lệ lớn về cổ phần là vẫn có thể giữ quyền quyết định. Cũng theo nhận định của Lật Nệ, nếu vẫn tiếp tục nhận đầu tư từ Y tế Đông Dương của Hàn Đình thì họ có khả năng sẽ bị mất quyền hoàn toàn đối với tinh thần. Tuy nhiên đàn em của Kỳ Tinh lại cho rằng với quan hệ của Kỳ Tinh và Hàn Đình thì có thể sẽ không tới mức đó. Kỳ Tinh và Hàn Đình đều thao thức suy nghĩ. Kỳ Tinh lúc này đã rời khỏi nhà của Hàn Đình và chuyển về căn phòng lúc trước sống cùng Đỗ Tiểu Mông. Cả Hàn Đình và Kỳ Tinh đều thao thức suy nghĩ, có vẻ rất muốn liên lạc với đối phương, nhưng cuối cùng lại không làm. Hàn Đình nói chuyện với bạn thân với vẻ mặt đầy suy tư. Người bạn trước đó đã khuyên Hàn Đình sớm nói với Kỳ Tinh chuyện của Hãn Hải, dù sao biết tin từ chính anh sẽ tốt hơn là nghe từ người khác. Giữa lúc đó Kỳ Tinh đang bàn chuyện vòng gọi vốn Series A với công ty Đồng Khoa. Tôi rót vốn cho cô là quyền sở hữu phân tán, tinh thần vẫn mang họ Kỳ. Cậu ta rót vốn cho cô là quyền sở hữu tập trung, tinh thần đổi họ Hàn. Ông chủ của Đồng Khoa từng nói với Kỳ Tinh như vậy. Ở cuộc bàn bạc lần này, ông chủ của Đồng Khoa bảo Kỳ Tinh, lần này Đồng Khoa đầu tư cho tinh thần, tôi sẽ dùng công ty đầu tư bên thứ ba, sẽ không để lộ tin tức. Kỳ Tinh dường như hài lòng với phương án đó, thậm chí còn muốn đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Ông chủ của Đồng Khoa dĩ nhiên đồng ý với yêu cầu của cô. Có vẻ ông chủ của Đồng Khoa khá thân thiết với Tăng Địch, sếp cũ của Kỳ Tinh, người thích thầm Hàn Đình từ nhiều năm nhưng không có được trái tim anh. Liệu lần đầu tư này có liên quan đến Tăng Địch, muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Hàn Đình với Kỳ Tinh hay chỉ đơn thuần là công việc kinh doanh? Tạm xử lý ổn thỏa vấn đề về vốn đầu tư, Kỳ Tinh quyết định về lại nhà của Hàn Đình để nói chuyện rõ ràng một lần. Lúc đầu anh rốt cuộc vì sao lại đầu tư vào tinh thần, Kỳ Tinh hỏi Hàn Đình. Không rõ Hàn Đình trả lời ra sao, nhưng lời nói của anh đã khiến nỗi đau đớn và sự tức giận trong lòng của Kỳ Tinh bùng nổ. Cô đẩy mạnh Hàn Đình, rơi nước mắt và lớn tiếng. Tinh thần đối với anh chỉ là một quân cờ, anh đối tốt với em chỉ là vì em phù hợp với điều kiện của anh đúng không, đồ lừa đảo. Hàn Đình ban đầu còn kiên nhẫn dỗ dành Kỳ Tinh nhưng về sau anh không thể chịu đựng được nữa. Ném mạnh bản kế hoạch lên bàn làm việc, anh quát lớn. Kỳ Tinh đừng làm loạn nữa. Lần đầu tiên bắt gặp con người này của Hàn Đình, Kỳ Tinh sững sờ mất một lúc, sau đó để lại một câu quá đáng sợ, rồi quay lưng rời khỏi nhà anh. Sau sự việc này, chuyện tình cảm giữa Hàn Đình và Kỳ Tinh rốt cuộc sẽ đi về đâu? Đáp án sẽ được hé lộ trong các tập tiếp theo.